đi tớ. Mở cửa cho. Bác sĩ tớ. Mở cửa cho. Mở cửa cho đi. Jackie, Jackie, tại sao như vậy? Hả? Tuấn à, anh nghĩ chúng ta cũng mất bao lâu nữa mới trèo lên đỉnh núi được. Thời gian lý rất quan trọng, nhất định phải trèo lên đỉnh núi. Trèo núi cũng như là người thôi, đều phải quyết định cho mình mục tiêu, mình có tiền vốn. Mỗi người đi xác lập cho mình mục tiêu, thì làm người không thấy mệt hay sao? Làm người vốn là chuyện mệt mà, sao anh chẳng làm? Thế nào, dù tôi kia ngày mai có chắc ăn không? Tôi không biết. Nghiêm! Tôi là Cao Tử Tuấn, là thanh tra cao cấp của Cảnh Vụ. Ngày 8 tháng 6 năm nay, tôi đã vì điều tra một vụ buôn bán súng ống và đã cùng với một người ăn tên giằng co với nhau. Căn cứ theo sự nhất trí của bồi thẩm đoàn, bây giờ bổn tòa tài định kẻ chết Trần Nhật Phi chết vì tai nạn. Trần Nhật Phi nói đâu, không có gì nói đâu. Dạ đúng rồi. Nghe nói việc này không có gì nào hả? Không gì nói đâu, không gì nói. Không có gì nói đâu. Đúng rồi. Nếu đám ký giả các người có lương tâm thì xin được cứ giúp bậy bạ, đừng có bị chuyện. Ảnh thì trong sạch. Là bằng tranh giùm đi. Nè, anh còn nghĩ tới chuyện đó nữa hả? Tòa án đã phán quyết, không mới thấy anh. Anh đừng có suy nghĩ nữa. Anh cứ như vậy, em sợ anh sẽ chống không nổi. Tôi thiệt lo lắng cho anh Tuấn. Tôi muốn giúp anh, nhưng không biết làm sao để giúp. Yên tâm đi, tôi có một người bạn là bác sĩ tâm lý, để tôi giới thiệu cho anh Tuấn. Có bút giấy hay không vậy? Chỉ nhớ đừng nói cho anh biết là tôi giới thiệu nha. Anh là một người hay tự ái, không muốn cho bạn bè lo lắng cho anh. Bác sĩ, vậy là một mạng người đã kết liễu rồi. Đâu có thể nói là không có gì. Tôi cảm thấy là tôi có tội. Anh thử hồi tưởng ở trong ấn tượng của anh đầu đuôi và quá trình xảy ra câu chuyện này nha. Lần đó tôi đại diện cảnh sát đi tham dự cuộc thi đua xạ kích tổ chức ở bên Thái Lan. Tôi đã giành được giải nhất. Hôm đó tôi mới vừa xuống máy bay thì nhận được chỉ thị của cấp trên biểu tôi giúp việc điều tra một dữ kiện. Ôi sao rồi, sao rồi? Dạ, con đây. Hello. Well, có gì giúp được cho ông không? Anh này giới thiệu một chút đi. Đây là cái súng truy kích 82A1 mà quân đội đặc chủng của nước Mỹ thường hay dùng xạ kích, và tầm bắn xa của nó có tới 3 cây số. Còn đây chính là
cây súng M79 mà quân đội của Mỹ thường mang theo dùng, rất là gọn gàng và mạnh mẽ, rất có hỏa lực. Còn cây này là loại súng trường đường kính là 5.56 của Úc Đại Lợi, rất là nhẹ nhàng. Ở trong này có 50% là nhựa phòng thủy và rất là nhẹ nhàng. Có rất nhiều sát thủ dùng tới. Nếu mà tôi nhớ không lầm, Hình Cảnh Quốc tế có một bản báo cáo, có một đầu sổ của Nhật Bản tên là Thế Giả Thanh Tuần đã dùng tới cây súng này, và sau đó bị người ta ám sát, rồi mớ súng đó bị mất tích. Anh Thiên rành về súng ống, vậy thì gia nhập tổ chuyên án của chúng tôi đi. Người này tên là Dương Kính Thiên, tin rằng là đầu sỏ sau lưng chuyên chở mớ súng ống này. Mớ súng ống vừa rồi là 3 ngày trước đây chúng tôi tình cờ kiếm được, nhưng chúng tôi tin rằng chỗ này chỉ là 1/10 mà thôi, vì chưa có đủ chứng cứ bắt người. Những cửa tiệm ở đây Dương Kính Thiên đều có phần đầu tư. Chúng tôi mỗi ngày đều có để ý tới hành tung của hắn và tiếp xúc với những ai. Chúng tôi có 3 đội theo dõi hắn và bám sát hắn cả ngày lẫn đêm, coi hắn có thể giở thêm trò gì. Mời cô đứng lại. Ở trong trường không học sao? Lúc mà anh rời khỏi phòng phải nói gì với cấp trên? Goodbye, sir. Coi anh kìa, bực bội quá đi. Biểu là đừng có gây gỗ với ổng, chỉ là hại sức khỏe thôi. Gây với ổng, làm gì có. Tôi có tư cách đi gây với ổng hay sao? Ổng ít nhất cũng nhiều hơn tôi một cái bông mai mà. Sự kiện Dương Kính Thiên đó, khó khăn lắm mới có một chút đầu mối, lại bị ổng giật đi không bực mình sao? Lại cho một tên tào lao đi theo, rõ ràng là muốn chơi mình thôi. Anh không phải là không hiểu ổng, con người con ổng là như vậy. Nếu bực bội thì ngày mai từ chức đi. Nè, chiếc xe của anh, thêm vào phụ tùng của nó, bằng tiền lương của tôi 1 năm rồi. Muốn giở trò gì đây? Không phải sao, tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh thiệt là có lòng chánh nghĩa, gia đình là giàu có, vậy mình đi cảnh sát. Wow, thiệt là lý tưởng sùng cao. Không có cao bằng anh đâu. Chỉ mới vừa xuống máy bay thôi thì đã vội vã giao trình diễn rồi. Nè, nói thiệt nha, mấy sự kiện này anh định nhất đó, có đầu mối gì không? Lâu nay tôi có một người ăn tên, dạo trước thì hắn lấy xe cho Dương Kính Tiền, phải nên có đầu mối. Là ai vậy? Tôi có quen không? Làm gì mà khẩn trương dữ vậy? Tôi biết là anh khẩn trương với dữ kiện này lắm. Tôi hứa với anh, có đầu mối tôi nhất định sẽ báo với anh. Chúng ta là anh em mà. Đi đi, còn chờ cái gì? Nè cảnh sát chính nghĩa, đừng có phạm pháp, thu dọn đi. Không lẽ không có phần sao? Được, tự nhiên em cũng làm thêm chai nữa làm cái gì? Nè, làm hết luôn, cho. Vậy. Ê, đứng lại. Đừng, đừng đánh nữa sếp cao, đừng đánh. Tao hỏi mày, Dương Kính Thiên, giờ bình quả ở đâu? Dương Kính Thiên như là quen lắm, hình như lên TV hả? Lên TV, cái thằng hôm xưa mày lái xe cho nó. Tôi thì không biết đâu. Sếp cao à, tôi không biết. Lúc xưa bạn gái của mày thiếu nợ người ta, bị người ta bắt cóc, ai giải quyết cho mày, mày có nhớ hay không? Hả? Bây giờ biểu mày tiết lộ một chút thôi cũng không được à. Sếp cao à, dân giang hồ phải nói đạo nghĩa mà, đâu phải chuyện gì cũng nói ra được. Nói đạo nghĩa với tao? Một tờ đạo nghĩa, hai tờ đạo nghĩa, ba tờ đạo nghĩa. Làm việc gì đây? Theo dõi cái nào hả? Ba đội người theo dõi 21 người đều được huấn luyện nghiêm ngặt và vẫn để Dương Kính Thiên tẩu thoát. Các người nhất định phải bắt được nó. Alo, xin đợi chút. Sếp Giang, sếp cao kiếm ông. Alo. Hợp con, hợp con, lái xe đi theo. Dường như không có động tĩnh gì hết. Tình báo của anh có được hay không đây? Chờ anh chú, người của sếp Giang tới sẽ hành động. Là phải chờ họ, lần nào cũng chờ. Rõ ràng là để nó lãnh công mà. Tôi xưng với coi. Michael, chúng ta làm việc thôi, lần này phải bắt cho được nó. Tất cả cẩn thận, action.
Bấm xích nổ, chạy mau. Chạy. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Nè, trong này. Nè, cẩn thận chút. Anh Tuấn không sao chứ? Một người chế độ bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ. Người bị xuất huyết ở đại động mạch, huyết áp bao nhiêu? Huyết áp 90/70, nhịp mạch 30. Tôi báo hại tới anh em, cả Michael cũng bị thương luôn. Chỉ là tai nạn mà thôi, không ơn mấy chị anh. Sếp Giang, ngày mai làm bản báo cáo cho tôi. Tôi thì muốn biết dàn xếp của anh tại sao lại bị thất bại như vậy. Yes sir. Chính tôi tin lầm Đại Phi đã báo hại anh em vô nhà thương. Đây chính là cái bẫy của Dương Khinh Thuyền để đánh lạc hướng chúng tôi ra hàng thành công. Tôi cảm thấy bực quá đi. Tôi nhất định phải kiếm Đại Phi ra. Chuyện gì đây sếp? Đại Phi ở đâu? Đừng có biết. Bây giờ có biết chưa? Hả? Tôi không biết đâu, ông tin tôi đi. Tao tin mà thì anh em của tao mới vô nhà thương hết. Là ai biểu mày đã gây bể? Tôi không muốn đâu. Không muốn có nghĩa là biết hả? Ai kêu mày làm vậy? Có phải là Dương Kính Thiên biểu mày làm không? Không phải, không phải. Nói đi là ai? Sếp Cao à, tôi không thể nói. Tao lấy thân phận cảnh sát để hỏi mày có gì không nói được. Cảnh sát thì sao? Cảnh sát đâu có thể tin được. Tối nay mày không nói tao đập cho mày nói. Chúng tôi đã bái Hoàng Nhị Ca rồi, phải nói đạo nghĩa giang hồ chứ. Thằng Bị Đức anh em tốt của mày bán rẻ mày đó. Giang hồ đạo nghĩa. Bị Đức, cái thằng mắc dịch này. Mày coi nó là anh em, nó chỉ chứng mày. Anh em của mày bán rẻ mày. Anh biết vậy thì được rồi, anh em thì đừng có nên bán rẻ. Mày thì tầm cái gì? Nói đi. Có phải Dương Kính Thiên biểu mày làm không? Nó ở đâu? Nói cái đầu của mày. Muốn tao nói hả? Mày đừng hòng. Đừng để tao bắt được mày. Không ngờ ngày hôm sau có người phát hiện nó đã chết ở dưới chân núi. Nguyên nhân cái đầu của nó đập mạnh quá cho tới chết luôn. Hôm đó tôi không đánh cái đầu của nó, tôi chỉ đánh cái bụng thôi. Tôi không thể tự diện cớ cho mình được. Lúc đó tôi rất giận, tôi thì muốn đánh chết nó liền. Rồi sau đó mỗi đêm tôi đều ngủ không được. Hay mình nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy Đại Phi. Một người như vậy đã bị tôi đánh chết. Tôi hiểu được cảm giác của anh. Bởi vì khi một con người thấy tự tách thì thường hay không ngừng để tự tách móc mình. Hay là vậy nghe, chúng ta thử nói về một chuyện khác. Anh có ấn tượng gì vào cái năm mà anh 8 tuổi? Rồi má của anh, sau đó bà ra sao? Tụi tôi má phải bỏ đi một khoảng thời gian. Con nhớ phải dân lời của dì má, con phải ngoan nha. Đi.
3 tháng sau, dì tôi rất cũ đã kể một sự thật cho tôi. Má tôi vẫn không có trở về nữa. Anh Cần, phẫn nộ ở trong nội tâm thật ra bắt nguồn từ kinh lịch đồng niên của anh. Anh bắt đầu không tin người bên cạnh. Hôm đó anh đánh một anh Bảo Cần vì anh thấy bị người ta bán rẻ. Anh thiết anh tiết ra những bút ức. Thật ra nội tâm của anh thì có một sự và anh bị giết. Anh thiệt cũng bị giết. Thật ra con người như thế nhưng tàn sát giữa đồng dân và đồng dân là đất phù. Nay mạnh thì sinh tồn, đó là luật của giới thiên nhiên, người cũng không ngoại lệ. Nếu như anh biết đây là tâm ma của anh thì nó xuất hiện tình huống quốc ức gián đoạn này. Chỉ cần anh định kỳ uống thuốc, cái loại mà tôi cho anh từ từ sẽ được cải thiện. Anh Tuấn, ê, anh Tuấn bữa nay như là không được ổn đó, đã nửa buổi rồi không hề nói câu nào. Anh có biết hôm nay em xuống máy bay không? Em đã gọi cho anh lâu lắm nhưng anh lại không có trả lời. Em rất lo lắng cho anh. Nhờ, anh đã muốn cặp súng đi khâm tám này từ lâu. Em đi khắp Nhật Bổn, đi hết mười mấy cửa tiệm mới có được. Cũng đã có lên mạng lưới. Em năn nỉ lâu lắm, ông chủ bán đồ cổ mới chịu bán cho em. Anh có thể trở về anh Tuấn của ngày xưa hay không? Anh đừng có chuyện gì gấp ủ trong lòng. Anh làm vậy em rất đau lòng. Anh có nghe em nói chuyện hay không? Anh đừng có làm bộ như không nghe. À! Ê! À! Anh kéo tôi đi đâu? Muốn chị nghe kể chuyện. Ngồi xuống đi. Tôi kể một câu chuyện cho chị nghe. Hôm xưa ở trong rừng có một con cú mèo nhìn thấy một con rắn. Thừa lúc con cọp mẹ ở trong ổ đã ăn đi một con cọp con. Rồi con rắn nói với con cú mèo là đừng nói với con cọp mẹ, nếu không ta sẽ ăn luôn mày. Sau đó con cọp mẹ về tới, phát giác con cọp con bị mất thì giận hỏi cú mèo, thật ra ai làm đây? Cú mèo không nhìn được, nói với cọp mẹ là con rắn làm. Rồi con cọp mẹ đã nổi giận lên để cắn chết con rắn. Nó phải cắn con rắn để hạ giận. Nhưng trước khi con rắn chết vẫn đủ thì giờ làm thịt con cú mèo. Rồi nhằm lúc một con cú mèo khác bay qua, nó chứng kiến tất cả rồi về báo với những con cú mèo khác. Từ nay thiệt nên một mắt nhắm một mắt mở. Đừng có nhiều chuyện nữa. Nó đã cho chúng ta một bài học. Nhưng ý nghĩa đích thực là cái gì? Nó làm người đôi lúc phải phóng khoáng một chút. Nhất là đàn bà thương một người đàn ông. Như anh Tuấn, biết được chị bận tâm cho anh, nhưng mà chị phải cho anh có đủ thời gian. Anh về tới hả? Hey, anh coi nè, tụi em đã mua cái gì? Ê, ý, còn nữa nhờ. Anh chờ một chút. Anh coi, mày cậu đã tặng cho mình, dễ thương không? Vậy em xuống bếp nấu cơm, sẽ được ăn mau lắm. Làm gì đó? Tôi kể cho chị nghe một câu chuyện có tánh khởi phát và rất có ý nghĩa, đó là chuyện của con cú mèo. Cú mèo gì? Cú mèo thường hay mắt nhắm mắt mở. Tôi nói với chị là cho anh một thời gian, anh cũng vậy. Tôi biết dạo này anh không có được vui, thường hay giận hờn, nhưng mà cổ là con gái, đừng có giận cổ. Tối nay chưa hề xuống bếp đâu, vì muốn làm tôm hùm cho anh ăn mà tay phải chảy máu. Đi đi, đi đi, đi đi, đi đi. Không sao chứ? Không sao, được rồi, để em, anh ra ngoài đi.
Anh biết là em rất lo lắng cho anh, nhưng mà anh không thể nào quên đi chuyện đó. Hy vọng là em thông cảm cho anh. Xin lỗi. Không sao. Thật ra em không có biết làm tâm hồn. Anh có biết không? Anh thử nha. Được. Xin chào. Ê, phục chức rồi hả? Lần sau cẩn thận nha. Nhiều khi làm việc không phải cứ xông pha vậy đâu. Con người có thực lực hay không là nhờ đầu óc. Anh đừng nói với tôi là bây giờ anh leo lên chỗ này là nhờ may mắn nha. Anh tài thiệt, chỉ có anh mới nhìn được nó. Nếu như tôi đã ghen với nó một đặng rồi. Cũng là tại tôi thôi. Nếu không thì anh em đâu có bị vô nhà thương. Mắc mớ gì tới anh, ai nấy đều có trách nhiệm mà. Đừng có nói nữa. Dự kiện của Dương Kính Thiên thế nào rồi? Cái gì ra sao? Nó tẩu thoát rồi, để cho nó kiếm được 80 triệu nữa. Nhưng mà cho anh biết, cái thằng này chưa chịu rút tay đâu. Sớm muộn chúng ta phải nhập tội nó. Ý xem chút đã quên. Anh sắp phải thi rồi, cho nên sốt sáng quá. Được thăng cấp hay không là điều phụ thuộc. Tôi chỉ muốn bắt Dương Kính Thiên để trả thù cho anh. Mình hợp sức với nhau, chắc chắn là bắt được. Cấp trên đã nói, sự kiện này không cần anh xen vào, đã giao cho tôi và sếp Giang phụ trách việc này rồi. Không sao, có anh thì được rồi. Tôi còn bận chuyện khác. Không phòng ngại anh, tôi ra ngoài. Tất cả phải cẩn thận. Đám người này họ được huấn luyện quân sự ở quốc nội. Họ có mang vũ khí hạng nặng. Theo kế hoạch đã định trước, khi mà họ vào kho vàng, tôi chỉ thị hành động cho các bạn. Anh Tuấn à, mỗi người họ đều có một cái túi du lịch. Tôi nghi ngờ trong đó có AK. Bây giờ đang đi về kho vàng. Action. Bỏ súng xuống, đứng yên. Bỏ súng xuống. Đại pháo, lấy xe chặn lại. Yes, sir. Nằm yên. Nổ súng đi. Anh Tuấn. Đi mau. Tuấn Anh, nè, từ chức không báo cho tôi một tiếng. Tôi hỏi anh, tại sao phải từ chức? Vừa phá được một vụ án lớn mà.
Tôi bắn 30 phát, đều trúng 30 phát hết. Nếu tôi bắn người thì tôi đã giết chết 30 người rồi. Tôi không muốn nghĩ như vậy, nhưng mà tôi khống chế không nổi. Cảm giác này không ngừng nói với tôi. Tôi đã giết người, tôi đã giết người. Tôi không thích hợp cầm súng, không thích hợp làm cảnh sát. Anh Tuấn. Xếp cao. Thiệt tiếc quá, anh rời khỏi đây tuyệt đối là tổn thất của cảnh sát. Nhưng mà anh có tài như vậy, bên ngoài nhất định có nhiều cơ hội mà. Chỉ là anh phải nhớ, đừng bao giờ làm đường lạc lối nha. Nè, sếp hai. Tôi bỏ đi. Không cần phải đưa tiền, tiếp tục làm việc. Anh đã mấy ngày rồi không có về nhà, có biết không? Về với em. Mất mấy giờ tới cô, tôi cho vẫn chưa có đã nè. Cô nói về là về sao, cô tưởng cô là ai? Nhảy đầm đi. Anh đừng làm như vậy, em sẽ đi hay sao? Tôi phải uống rượu. Cô hãy tránh ra đi. Cô vì tôi làm bao nhiêu việc cũng vô dụng thôi. Tránh ra. Tuấn à, Tuấn. Nè, thức gì đi. Nè, tối qua Suki tới kiếm tôi, biểu tôi nhất định phải giúp cậu. Cậu ghét nhất là đi trèo núi. Nhưng mà muốn chứng minh cố gì anh, mà làm bất cứ việc gì cho anh, cho dù trai da chất giấy cũng phải trèo. Nè, một người con gái gì anh mà làm bao nhiêu chuyện, chỉ có anh mới không biết quý thôi. Anh đâu có thể để con gái đi trèo núi gì vậy chứ. Anh em với nhau, tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Anh tự lo liệu đi.
Không sao chứ. Đừng sợ. Nè, đưa tay nắm vô đây. Xin lỗi, không sao rồi. Đừng nói nữa. Ôm lấy em. Wow, súng giống súng thiệt quá. Dĩ nhiên, không thể đem ra ngoài đâu. Vậy sao, đưa coi. Anh Tuấn. Hả? Chỗ này có quá đơn vô hàng. Anh coi coi. Cô là kế toán, cô coi giùm đi. Dạ được. Làm ơn. Coi coi, đẹp quá. Ê, sao anh lại không coi quá đơn đó? Bây giờ anh là ông chủ đó, sao lại quá tin người? Anh nhìn thấy mấy con số là nhức đầu. Hơn nữa y đại là do mấy cô giới thiệu tới, không sao đâu. Ê, anh quen thân với cổ lắm à? Không phải thân lắm, là bộ của bạn. Cổ là chủ nhiệm kế toán của một công ty lớn đó. Tôi cứ thấy là cổ quá trầm lặng. Ê, sau này nghỉ phép em sẽ tới giúp anh. Ồ, thì ra chị vẫn lo lãnh làm bậy. Phải vào tiệm súng làm bà chủ đó. Điên hay sao, tôi có cần như vậy không? Michael, lần này là cảm ơn anh. Nhột nhạt quá đi, tôi nổi da gà rồi nè. Anh Tuấn, anh bỏ đi mà còn không được tiễn anh hay sao? Cái chiếc xe đua tuần trước anh đổi cũng hơn cái số này rồi. Còn nói tao xé miệng của mày đó. Xin chào. Xếp Giang. Xếp Giang. Chỗ này thì khá chứ. Ý, xếp Giang, uống một ly nha. Cảm ơn, chúc mừng. Cảm ơn, mời tham quan. Xếp Giang, sao rảnh vậy? Chúc mừng nha, đi ngang chỗ này ghé vô thôi. Tìm súng này thì là khá lắm chứ. Nhưng mà ở khu này hơi phức tạp một chút. Đừng nói là tôi không nhắc nhở anh nha. Nếu có người cải trang súng bóng của anh phi pháp thì đừng bao giờ làm phiền tới tôi. Tự lo liệu đi. Không phiền các người nữa, tôi đi trước. Cảm ơn. Wow, nó đi rồi thì không khí cũng thấy tươi mát hơn. Nè, các người đừng có làm như vậy. Ê, đừng có bị tên này làm cục hứng. Tới nhà của tôi cho tiếp, ok? Michael, tiền bạc thì phải rành mạch. Số tiền mở tiệm súng, mai mốt sẽ trả lại cho anh. Từ từ, không có gấp đâu. Nè, đó là tiền của ba tôi, chứ không phải tiền tôi. Ông nhất định không có hối anh đâu. Ông rất giàu. Ừ. Lên đi. Trời ơi, vậy không vượt qua, dở tuyệt. Đúng rồi, vượt qua quá luôn. Trời ơi, vậy không qua được. Qua luôn. Anh đừng có trách anh em lăng nhăng nghe hả? Anh Tuấn à, bây giờ anh đã có sự nghiệp rồi, lại có một người bạn gái tốt. Chừng nào lập gia đình đây, cho tôi chia vui với coi. Hai người ở chung với nhau, không nhất thiết phải đám cưới đâu. Huống chi cổ cũng đâu có hối tôi. Cổ thích sống cuộc sống tự do thoải mái mà, đâu có hối tôi. Đây chỉ là nguyện vọng chủ quan của người đàn ông mà thôi. Có người con gái nào mà không thích thế chồng, có đúng không? Nè. Lại ăn nữa, lại có thêm một đợt. Hết sảy. Tiệt là hết sảy. Bác à, không phải bác mua số 6 với là số 7 sao? Bị thua mà còn vui như vậy. Con nào tôi cũng mua hết. Số 6, số 7 không có mua thôi. Cho nên đã thắng. Wow, có phải bỏ nhiều vốn hay không? Vốn nhiều đâu có sao. Ăn tiền thì được rồi, phải không đây? Ha, để coi ăn bao nhiêu đã. Bác trai, coi khát ngựa xong chưa hả? Chuyện gì? Tụi cháu muốn hát karaoke. Ồ, muốn hát karaoke hả? Được. Sẵn tôi phải nghiên cứu chợ cổ phiếu bên Mỹ tối nay đó. Các người hát đi ha. Cảm ơn bác trai. Nè, bác trai cũng chờ cả cổ phiếu bên Mỹ nữa hả? Có khác không? Mặc kệ đi. Dạo trước ông đã bán xong một loại cổ phiếu, đã kiếm mấy triệu bạc đó. Bây giờ còn tổ chức một công ty đầu tư với các bạn rất là khá. Wow, có rồi. Đúng rồi, hát đi. Anh Tuấn à, anh Tuấn hát chung đi.
Vô đây ngồi hát chung đi. Hôm nay tôi bị lạc giọng không hát được. Nè nè nè, không cần gì đâu, để tôi hát trước cho. Đây đây. Hôm nay mặc dù là người tham dự không đông, nhưng mà tôi có một chuyện cần phải nói. Em Kỳ, có em rồi, đột nhiên anh thấy thú vị quá. Anh rất vui vẻ và không thể thiếu em. Anh muốn cùng em biến thành chim và cá cùng bay lội. Lấy anh đi. Thì chúng ta làm sao? Không phải là chúng ta, các người không có coi giải thế giới hay sao? Có. Sau khi Dickson lấy được trái banh rồi cứ không có chịu đá, thì người huấn luyện sẽ xử ra sao đây? Cuối cùng phải đổi một tay khác là Rodano, có phải không Davidson? Đúng đó, Davidson. Thế đâu có thèm. Bây giờ tự do thoải mái có phải sướng không? Ê, Maggie, chúng ta hát một bản nha. Được. Anh chọc giận với cổ tôi sẽ bị tội đó. Tội gì chứ, bị riết cũng quen thôi. Con gái không có thể chờ lâu đâu, tuổi thanh xuân có hạn mà. Thằng đắt đó ha. Không thành vấn đề, chỉ là tiền lẻ của ba tôi thôi. Uống. Mày xuân nằm chén ta chỗ nơi này. Mừng anh nồng phố nhồi lúa nơi mây. Người lớn nhá lời tơ, người đông dân ấm no. Thoát đời gian lao nghèo khó. Ngon quá, thơm tiền. Đúng rồi, quá. Nhiều khi tôi rất hâm mộ anh. Không những chuyện việc mạnh hơn tôi, cả bạn gái cũng tốt hơn. Người ta có một người bạn gái tốt như vậy, anh nên trân trọng đó, có biết không? Nhưng còn nhớ tới Vicky hả? Người ta qua đời 3 năm rồi. Nếu như không, anh chị đám cưới và hạnh phúc lắm. Và còn có một người đàn ông tốt, giàu có như anh. Con người vĩnh viễn như vậy mà. Lúc có thì không biết quý, nhưng mà khi mất rồi thì hối hận. Sao hả? Vừa rồi đông người quá, anh không thích à? Em cũng biết anh không thích chỗ đông người. Hay là gì? Từ nay hai chúng ta núp ở trong nhà, đừng có ra ngoài. Còn nữa, em đã nói với ông chủ, từ nay sẽ không có bay qua châu Âu, chỉ đi đường Đông Nam Á để có thời gian ở chung với anh. Còn nếu không thì em có thể từ chức luôn, để giúp anh cai quản tiệm súng, có tốt không? Có nghĩ tới đám cưới với anh không? Đám cưới? Anh không nói giỡn đấy chứ. Bây giờ không phải là tốt lắm hay sao? Chuyện gì? Muốn trói em lại để làm bà nội trợ của anh hả? Có nhiều người cua em lắm, em còn tuổi xuân. Nhưng mà nếu anh cầu hôn với em sẽ suy nghĩ lại. Vậy thì em không lo lắng nữa. Sao lại không nói chuyện? Thật ra em muốn làm vợ của anh lắm. Không có ai đeo đuổi em chỉ nói gặp anh. Em không dám nói với anh, em sợ anh sẽ bị áp lực. Anh không có biết nói lời ngọt ngào, nhưng mà anh thiệt là lo. Bằng lòng với anh đi. Cho một chút phản ứng đi. Xin lỗi, mong là từ nay chúng ta cũng có thể là bạn bè.
Ông Cao, làm ơn. Ông Lưu, cây súng này tôi thêm đường răng cửa trên giá trực của ông rồi, cho nên khi bóp cò sẽ được tiện lợi. Ngoài ra nòng súng tôi đã thêm inox, lúc nổ súng sẽ được chính xác hơn, cho nên ông đừng có lo lắng. Thiệt là chuyên nghiệp ha. Chừng nào lấy đây? 2 ngày. Vậy thì 2 ngày nha. 2 ngày sau là tới lấy. Ờ được, xin lỗi, xin chào. Chào. Hai, thế nào, khách sạn có chịu bước cho mình hay không? Sao không cho chứ, tôi làm việc, anh yên tâm đi. Đám cưới anh cũng có phận mà, anh lại không đi chung, cũng may là có Michael. Mấy chuyện lặt vặt này anh không hiểu, có Michael thì được rồi, không sao chứ? Không sao. Anh Tuấn, quá đời của tuần lễ này có thể vô sổ rồi. Chị lo giùm đi. À, làm ơn. Phải liền. Cô Phương, quá đời này tôi lo được rồi. Tôi lấy cái súng này. Cái này hả? Được. Nè. Yên tâm đi, y đã tính sổ được khá lắm. Trực giác của em cho em biết, nhất định là cô có chuyện. Thường ngày hành vi của cổ đâu có quái lạ như vậy ha. Đừng suy nghĩ dớ dẫn. Nè, có phải đi thử y phục cô dâu hay không? Bây giờ Nguyên, còn nữa 2 giờ phải chụp hình cưới đó. Một lát gặp. Lát cho em. Bye bye, nhớ nhờ. Tôi cũng về tiệc cảnh sát đó, tôi đưa chị một chặng. Được, bye bye. Cảm ơn. Anh Tuấn, bị đứt, có chuyện gì? À không, nghe nói mở tiệm súng ở khu này, tôi tới để tham quan thôi. Nè, làm ăn khá không đây? À cũng được, tôi bận việc quá, để coi đi nha. Được rồi, tôi tự mình coi mà. À anh Tuấn à, tôi đã quên được quan hệ với thằng Tài trò chuyện ở quán mặt trượt rồi. Tôi đi trước. Buông tay. Nè, anh hai tôi tới, có gì nói với anh đi. Tôi nhận ra anh mà. Tôi biết trước kia anh từng là một cảnh sát, rồi bây giờ anh là cái gì? Nè, con nhỏ này nó chơi gian lận trong sòng bạc của tôi. Theo quy củ của giang hồ, nếu như muốn lấy người hả, giao tiền thì lấy người. 50. Mày kiếm tao tới làm ma thế chết. Anh Tuấn, cú cấp giang hồ đó anh cũng thấy rồi, cô đào của tôi bị bắt giữ, chỉ của anh mới gỡ nổi thôi. Chuyện của mày thì mày tự giải quyết đi, trả sống cho tao. Anh Tuấn, anh không phải muốn biết chuyện của Đại Phi sao? Tôi bảo cho anh biết. Sao đây, có tiền không? Không có tiền tôi dẫn nó đi đó. Anh thử coi. Buông tay. Súng giả đó, đập nó. Bị đứt hả? Vừa rồi mày nói với tao về chuyện của Đại Phi mà. À không, vừa rồi cấp bách quá, nói đại thôi. Cái gì? Chơi tao hả? Xin lỗi nha. Nè hả? Tiền tao đưa cho má của Đại Phi có phải mày nuốt không? Không, anh Tuấn à, đừng nói bậy nha. Tôi không gạt tiền người chết đâu. Nè, anh làm ơn đừng có nói bậy bạ. Đại Phi đã bị anh hại chết, vợ của anh thê thảm lắm rồi. Nè, em nói thiệt thôi mà, sao lại cứ đậy em? Câm miệng đi. Cô nói đúng, người chết rồi thì làm gì cũng vô dụng. Thật ra ông không cần tự trách, cái chết của Đại Phi đều có mắc mới tới anh. Mày nói gì? Có nhiều tôi không hề nổi nha. Ê Mỹ Đức, tôi kiếm anh lâu rồi, vô đây với tôi. Nè, sao anh làm sao? Về nhà chờ anh đi. Nói cái gì tránh giùm đi. Nè, xếp vàng kiếm Mỹ Đức làm gì? Kiếm thư dân này dĩ nhiên là muốn dò tin rồi. Dù của Dương Kinh Tiền lại tái xét sao? Vừa mở lại hồ sơ. Này trinh thám à, có đầu mối gì đây? Nói nghe coi. Không, vừa rồi Mỹ Đức nói chuyện với tôi lạ lắm, nên nói cái chết của Đại Phi chưa chắc là mắc mới tới tôi. Như là giấu giếm chuyện gì.
Anh nghe tôi nói đi. Không cần phiền, không cần suy nghĩ, nếu không sẽ điên đó. Việc này giao cho tôi điều tra, có gì tôi sẽ báo với anh. Trần Trang không cần hối hận. Cái chết Đại Phi không mới tới anh. Tôi lấy thân phận cảnh sát hỏi anh có gì không thể nói được. Cảnh sát thì sao? Đáng tin được hả? Chuyện gì? Còn nghĩ tới chuyện đó hả? Anh đã hứa với em là không nghĩ mà. Anh cũng không muốn. Nhưng mà lần này anh nghĩ những chuyện sai số của hôm xưa. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Dạ, cười lên đi. Tỉnh táo một chút. Chụp hình đó. Bị đứt sau khi trò chuyện với sếp Gia thì đã bị xe cán chết. Thật là khổ quá. Anh nói sếp Giang khả nghi hả? Có một con giống đó. Sự kiện này hôm xưa do sếp Giang phụ trách mà. Rồi sau đó thì đóng hồ sơ. Rất có thể là đã thông đồng với Dương Đình Thiên. Tạm thời đừng có hành động lộ mạng, không phải chơi đâu. Để tôi điều tra rõ ràng rồi sẽ nói cho anh. Mẹ đứa, mẹ đứa. Anh còn đến làm gì? Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ câu chuyện. Chuyện này đã rõ ràng lắm rồi. Đại Phi cũng vậy, Mỹ Đức cũng vậy. Họ không phải bị chết vì tai nạn đâu, là bị cảnh sát báo hại. Các người thì không ai là người tốt. Cho nên tôi thấy chuyện này không có đơn giản. Chúng tôi không biết gì hết. Tôi đã biểu Đại Phi đừng có chơi với cảnh sát mà. Cái hôm mà Đại Phi bị chết, không biết là kêu sếp gì của các người ra trò chuyện. Bỏ đi rồi không trở về nữa. Có biết sếp đó tên gì không? Không biết. Cái đám đừng đều muốn theo dõi tao hả? Đừng có hồng. Tuấn à, sao anh biết Dương Kính Thiên từ đây ra vậy? Cái ổ nè, hôm xưa là của thằng Tán Cẩu đại ca của dầu mạch đi. Nó lo bị người ta trả thù, cho nên ở phòng tắm hơi có đường hầm. Vì rồi anh nói với tôi, nên nó xuất hiện ở đây. Tôi biết nó có mưu đồ. Báo với mày gọi đi. Có cần báo với sếp Giang không? Không cần. Sếp Lanh, đi nhà thương đi. Nè, chảy máu rồi. Chuyện nhỏ thôi. Sao lại không được? Mày làm cảnh sát chỗ nào bị người ta làm hư chuyện? Tao mà kệ, mày phải dàn xếp cho tao. Nếu không mày tự mình lụm xác đi. Vô đi. Sếp Giang, kiếm tôi có chuyện gì? Ngồi. Không cần. Giỏi lắm.
đã phá được một vụ án lớn thì là Hoài Phong. Vừa rồi tôi đã nói không phải công lao một mình tôi, anh Tuấn với anh em cũng liều mạng mà. Tôi hiểu, là anh em đồng lòng. Nếu như hết chuyện tôi ra ngoài. Khoan đã, tôi biết ba anh có một công ty đầu tư, hơn nữa là thường kiếm được lời to mà, phải không? Phải. Vậy rồi làm sao? Tôi có biết tiệm súng của thằng Tuấn có tên của ba anh đó. Thiệt là giỏi, thiệt khéo làm ăn ha. Tôi thừa nhận ba tôi thiệt có nhãn quan để đầu tư, nhưng không liên hệ tới tôi. Tôi mong ông đừng có làm hại danh dự ba tôi. Thì cứ coi. Anh đã không phải là cảnh sát rồi, sao còn đi bắn nhau với người ta? Bác sĩ nói bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại. Bây giờ chỉ là bị thương ngoài da, lỡ mà bị gãy tay gãy chân thì làm sao? Vậy đi, anh hãy nghỉ ngơi mấy ngày, để em coi chừng tiệm súng cho anh. Anh Tuấn, Michael nộp đơn từ chức rồi. Nó muốn anh đi mà, anh làm như vậy để được toàn nguyện cho nó. Tôi không phải sợ nó, có thêm 10 người tôi cũng không sợ. Tôi không muốn phiền phức tới ba tôi. Tuấn à, nói thiệt nha, ba tôi cho các người với lại cổ phiếu rất là tài giỏi, nhưng mà chỉ làm trung gian cho bọn phú hào. Chiêu qua hồng, đơn giản vậy thôi. Nếu khách của ông biết được Sở Liêm Chánh đang điều tra tôi, họ sẽ không tới. Rồi ba tôi ăn cái gì, được gió Tây Bắc sao? Tôi nhớ là vậy, nhưng mà anh không thấy tiếc à? Anh cũng từng là cảnh sát mà. Anh cũng biết thì cảnh sát không được tự chủ. Anh nói cảnh sát nhất định phải là có lòng tín nghĩa, nhưng mà nhiều khi có lòng tín nghĩa cũng chưa chắc là được cảnh sát tốt đâu. Đang suy nghĩ gì vậy? Tôi đang suy nghĩ sau lưng của dữ kiện này có lẽ là Sếp Giang. Giao dịch của họ bị mình phá hoại rồi, Dương Tính Thiên không tha cho nó đâu. Tốt thôi, tàn sát lẫn nhau đi. Anh nói đúng đó, ác lai ác báo, ông trời sẽ diệt nó. Sao rồi? Cuối kia Sếp. Sếp Giang. Thì không ngờ cái câu chuyện này được Joseph Giang sắp đặt đó. Hắn vốn là kẻ phân tiêu đó mà. Chúng ta đã kiếm được mấy cây súng ở trong học tủ của hắn, giống y chang như mới hàng lần trước. Anh có mấy cái nhà ở Hồng Quê mua vào lúc giá cao, sao bảo Kim Dung bị mất sạch. Nếu không kiếm Dương Kinh Thiên đi làm gì? Nè, nghe nói là ông ở Trung Quốc, trên đó có tới 2 căn nhà lận. Đúng là tự chuốc lấy tội, thiệt là đáng đời. Nè nè, các người đang nói cái gì? Hôm nay là mừng ngày đám cưới của tôi và anh Tuấn, nhớ đừng có nói chuyện không được vui. Chị Tuấn à, không, chị Tuấn tương lai. Hôm xưa thì không thể nói, nhưng mà bây giờ trời quang mây tạnh rồi, mọi việc êm xuôi, sao lại không thể nói? Nếu mà nói như vậy thì xin phục trước đi. Đương nhiên, tôi là một cảnh sát có chính nghĩa, nhất định phấn đấu vì lý tưởng. Quay đây nè, anh chạy cả hát đi hả? Không được, không được, không hát nữa đâu, phải đi, bây giờ phải đi. Có được không? Được. Đi hả? Anh Tuấn à, tôi được khỏi về nhà nha. Đi rồi. Ở lại chơi vui vẻ hả? Vui vẻ nha, bye bye. Ồ, thì ra Michael thích loại con gái như là Ida. Ánh mắt của Michael thì là khác lạ. Cái con Ida này cả đêm không có nói chuyện, không lẽ thích loại gái bị câm? Nè, đừng có nói vậy. Trong lòng của Michael chỉ có một người đàn bà thôi, là con Đào ngày xưa của ảnh. Hả? Cảnh sát thì sao? Cảnh sát đáng tin được hả? Thật ra không cần phải tự trách, cái chết của Đại Phi không có mới tới anh. Ngày Đại Phi bị chết, không biết là đi kiếm chấp dịch của khác người ra đi trò chuyện, đi rồi đã không có về nữa. Anh là nghĩ cái gì? Anh thật là nghĩ không suốt. Mỗi một chuyện như là có người đang giải thích. Chuyện này đã điều tra rõ lắm rồi, là do Sếp Giang làm. Chính vì quá hoàn mỹ, như là tiểu thuyết trinh thám gì, tác giả đã an bày tất cả. Ông Lương. Ê, có rồi hả? Có rồi. Tôi thêm cho ông một miếng nhựa chữa băng đạn này nữa nè, cho dù bị rớt xuống đất cũng không bị hư. Wow, cảm ơn nhiều nha. May là còn kịp đi Nhật Bổn. Anh đi Nhật Bổn hả? Luật lệ của Nhật Bổn nghiêm ngặt lắm, không dùng giá trị kim loại đâu, phải sửa lại cho anh. Vậy làm sao?
Tối mai tôi lên máy bay rồi. Tôi sẽ gấp cho anh, ngày mai có thể được. Vậy thì làm phiền anh, sáng mai tôi lấy. Xin lỗi. Ida, tôi tới kho hàng lấy đồ, qua tiệm giùm. Anh Tuấn, không cần đâu, để tôi được rồi. Tôi đi được rồi. Chân của anh bị thương, đừng có đi lại nhiều. Sẵn ta phải đi lấy đồ mà, để tôi cho. Vậy chị lấy giùm cái giá trượt cho tôi đi. Tôi biết rồi. Làm phiền. Hộp này là của ai tặng? Là bạn thân của anh đó. Chắc là đồ bị bỏ. Bị em nói trúng rồi. Nhiều như vậy làm sao mà dùng? Thì là thổi bong bóng đi. Tối nay anh thổi từ từ. Mai mốt mình đi Nhật Bản du lịch. Em đã nói với ông chủ rồi. Ông cho chúng ta đi chỗ hạng nhất. Thông minh gì à? Ừ. Ây da, nhắc tới Nhật Bản, anh phải trở về tiệm sửa lại cái súng cho xong. Người khách cần lấy gớt phải đi Nhật Bản. Anh đừng có bông bò, về nhà sửa là được rồi. Cũng được. Em đi lấy cho anh, sẵn em cũng giao thiệp mời cho Nina. Em biết địa ở đâu sao? Đương nhiên là biết, đằng sau cái phòng mà. Chuyện gì? Địa điểm quyệt hả? Anh nhất định là thấy em quá đẹp. Thì đúng rồi, đẹp quá đi, để anh nhìn thêm chút nữa. À. Được, bây giờ anh quay hình trước đi, nhờ. Vậy cũng được. Em phải đi giao thiệp mời. Nè. Ừ? Vậy mau đi, anh đau lòng đó. Sợ coi coi. Ây da, wow, cái miệng bao quà, lát gặp. Ok, bye. Bye. Gì đó? Sao kỳ vậy cô còn ở đây? Tôi còn nhiều chuyện phải làm mà. Sao chị lại trở về đây? Không, tôi lấy súng cho anh Tuấn. Đi chưa? Tôi chờ chị. Đi được rồi. Tôi đi bên này, còn chị? Tôi đi bên kia. Được, bye bye. Rõ ràng chỉ đặt có 10 hộp. Sao lại có tới 20 hộp? Thank you.
Sếp Lăng à, theo chứng cứ hiện trường, chuyện kiện này như là có liên hệ tới mấy vụ hãm hiếp gần đây. Anh thì không có biết nói lời ngọt ngào, nhưng mà anh hiểu. Là em bằng lấy anh đi. Bác sĩ có đã từng nói với tôi là người và thú chỉ chênh lệch nhau một giây thôi. Nếu để tôi biết được hung thủ là ai, tôi nhất định sẽ bắt nó buộc tội. Tôi cũng mong anh bắt được nó. Có biết tại sao tôi lập chí làm cảnh sát không? Chưa hề nghe anh nói qua. Lúc còn nhỏ, tôi thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Nhưng mỗi lần tôi đều thấy tác giả như là muốn chơi tôi. Rõ ràng biết hung thủ là ai mà. Nhưng họ cứ dẫn anh đi vòng vòng và cuối cùng mới nói cho anh biết. Đó là chỗ hấp dẫn của tiểu thuyết trinh thám. Nhưng mà cảm giác bị người ta giấu giếm lừa gạt thì là khó chịu lắm. Dù khi tôi muốn biết kết cục trước rồi lật tới trang cuối cùng, cho nên mỗi cuốn tiểu thuyết tôi không có đọc được hoàn chỉnh. Biết được kết cục quá sớm không phải là chuyện tốt. Anh sẽ bị mất đi lạc thú ở trong đó. Lạc thú? Đúng. Tác giả cố tình viết tình tiết cho thật ly kỳ để anh thích thú mà đọc tiếp. Nhưng mà tôi thật là ghét bị người ta lừa gạt. Rồi tôi nghĩ ra một cách. Tôi phải đi cảnh sát. Tôi phải làm tác giả để tìm ra chân tướng của hung thủ. Chỉ tiếc là bây giờ anh không phải là cảnh sát. Không tiếc chút nào. Cho dù tôi không phải là cảnh sát, tôi cũng phải kiếm ra hung thủ, nói cho nó biết tôi chính là tác giả. Michael, anh chỉ là chánh nghĩa, không phạm pháp. Lấy mấy cái lồng của anh đi đi. Căn cứ tại hiện trường cho biết, trước khi lúc bỏ chạy lên lầu 15, khi cửa bị mở cửa, không may cửa sân thượng đã bị khóa. Nghi Hùng rượt tới muốn hãm hiếp cổ, nhưng mà cổ liều mạng phản kháng, rồi Nghi Hùng đánh một cú lên mắt của cổ. Cho nên lúc cổ chết là dùng tay bịt mắt lại, rồi cuối cùng Nghi Hùng dùng dao giết chết cổ. Vết máu ở dưới đất lúc đó nhà kho để lại nước kho hàng, phải là nơi hiện trường công an. Thứ nhất, sơ bộ cho biết Nghi Hùng trước tiên hành hung ở tại kho hàng, Y-gia đã cực lực phản đối, rồi Nghi Hùng đã ra tay giết chết Y-gia. Sau đó, Suki lừa cơ bỏ chạy. Thank you.
giống như là cái loại súng mô hình mà mình đã đặt. Quá đơn này là do Y Đa phụ trách mà. Tới liền. Ai vậy? Thưa bà, tôi là bạn của Y Đà. Ờ. Cảm ơn. Mời vào. Thưa bà, ở đây có một chút tiền và trái cây này tôi mua tới cho bà. Ờ, vậy cảm ơn hả? Tôi để lên bàn dùng cho bà nha. Ờ, cảm ơn cậu. Cậu bận tâm cho Ida. Ida không ngờ nó còn trẻ như vậy mà đã. Nó hiếu thảo lắm. Nó hơi trầm lặng, cho nên không có bạn bè gì. À, chỉ lo nói chuyện đó quên đổ ly trà cho cậu. À, mời tự nhiên nha. Cảm ơn. Sao ngộ gì? Tôi lo bệnh tình của mình. Tôi thấy đã trở nặng rồi. Nếu để tôi biết được ai là người bán rẻ tôi sẽ đè nén không nổi và sẽ làm ra những hành vi bất thường. Hôm xưa tôi không có đập đầu của nó, chỉ đập mình của nó thôi. Lâu nay tôi có một người tình báo, trước đó thì nó lái xe cho dùm kiếm tiền, phải có đầu mối. Là ai? Là mắt nhắm mắt mở, nghĩa là kêu anh cho cổ thêm thời gian. Đại phi bị chết, nói là để kiếm xếp những con các người tới trò chuyện. Nhưng mà đi rồi thì không có trở về nữa. Đi nè, tới có hàng lấy đồ, coi dùm điểm nha. Anh Tuấn à, không cần, để tôi đi cho. Trong anh bị thương, anh đừng có đi lại thường. Sẵn sẽ phải đi lấy đồ, để tôi đem đi cho. Cảnh sát thì sao? Cảnh sát đáng tin hả? Anh em của anh đã bắt rẻ anh. Anh biết vậy là được rồi. Đâu có thể nào bắt rẻ anh em. Đâu có thể nào bắt rẻ anh em. Tôi không phải uy hiếp anh. Anh hãy cho tôi một cơ hội để tôi giải thích rõ ràng với anh. À! Ngày mai bạn tôi tới. Anh nói theo lời của tôi thì được rồi. Tôi đã giết lắm. Không biết chừng nào tôi biết. Michael, đi ra thì quái lạ lắm. Chỗ này có súng thiệt đó. Chị đã biết được quá nhiều rồi. Michael, giết nó ngay đi. Chuyện này truyền ra ngoài là mình chết chắc đó. Ra tay.
Tôi có chừng mực. Ra tay đi, anh còn chờ chờ cái gì? Quy miệng đi. Có phải anh đã yêu thích hay không? Cho nên không dám ra tay. Cô đang nói cái gì nổi chứng hả? Thì uổng công tôi làm bao nhiêu việc cho anh. Thì ra anh đã thích nó hả? À. Đứng ra. Tại sao anh xử với tôi như vậy? Tôi không hề thích cô. Tại có suy nghĩ diễn trong tôi. Tôi chỉ coi cô là một con mồi. Mỗi lần nhìn xong, tôi thì là đau khổ. Nhưng mà ngoài đau khổ, tôi thì là vui vẻ. Rất là kinh động. Mỗi lần chiến đấu, tôi đều nhớ lại người đầu tiên bị tôi giết. Anh muốn sao đây? Lái chiếc xe rách rưới như vậy, thắng rồi là phách hả? Anh có gan thì nổ súng đi, tôi thì không tin anh dám đâu. Thật ra giữa người và thú chỉ chênh lệch nhau có một giây thôi, cho nên anh có khuynh hướng giết người không gì là lạ. Nhưng mà cái điều quan trọng là phải làm sao khống chế tình huống của mình, rồi anh sẽ không có hành động này. Tôi là con người, không phải thú. Không phải cầm thú. Không phải cầm thú. Sao sớm vậy? Tôi tưởng anh vào quá giải nghệ rồi chứ. Tôi nhắc nhở anh, thứ cảnh sát như anh nếu như mua chuộc được anh thì có thể mua chuộc được đứa khác mà. Thông minh chút đi, nếu không tôi đá anh ra khỏi cuộc. Hả? Tiếp tục làm việc. Nói cho bao nhiêu tôi trả gấp đôi. Làm việc. Này cơ, phải giết bao nhiêu người mới chịu thôi. Về nhà kia. Dạ. Này cô,
chừng nào mới chịu thôi vậy? Anh và Dương Kích Thiên thông đồng buôn bán súng ống, hèn gì mỗi lần nó ra hàng đều được suôn sẻ như vậy. Anh giỏi gói ghém cha của anh trở thành một chuyên gia hút bạc, mục đích là làm sạch tiền dơ cho anh. Nè, tôi công bằng lắm. Ba của anh thiếu nợ tôi 800 ngàn. Có bằng chứng rõ ràng hơn. Đừng tưởng làm cảnh sát không cần trả tiền. Bây giờ anh phải gánh món nợ này. Nếu như anh còn muốn trả, tôi xin kiếm cấp trên của anh để lo vụ này. Lần này mày muốn cứu ba của anh, phải lòng hà đi. Xếp Lần, không cần liều mạng gì đâu. Vậy món nợ của bà tính sao đây? Xếp Lần, chỗ này có 2 triệu bạc, còn có cơ hội hợp tác không đi? 2 triệu? Anh quá kỳ dễ tôi, không lấy thì thôi. Nếu lấy phải lấy 50 triệu. Chị Đức và Đại Phi đều là người tình báo của anh. Anh lợi dụng Đại Phi tung tin giả cho tôi, báo hại tôi rất nhiều bẫy. Ở trên xe wagon có bom nổ, anh vốn đã biết mà. Anh giả bộ bị thương để mà tạo chứng cớ không có mặt ở hiện trường, rồi đi giết Đại Phi có phải không? Muốn tao báo tin cho mày biết hả? Cái hộp. Sếp Lần, tôi nghe lời sếp. Không bán trẻ sếp đâu. Sếp cao nghĩ không ra anh em của ổng đã bán trẻ ổng. Trên thế gian này có người gì luôn luôn không bán trẻ hết. Mày giết Đại Phi rồi, giá quả cho tao. Để tao tưởng mình đã giết người, rồi mày muốn làm cho tao tự trách với lương tâm, để nhờ cần một bác sĩ tâm lý để tạo cho tao ý nghĩ giết người. Còn báo hại tao không thể đi cảnh sát nữa. Mỹ Đức biết được chuyện này, cho nên mình giết nó để bình miệng. Sếp Giang cũng là ma thế chết cho mày. Tại vì em có lòng sân nghi tới mày, rồi nhờ sở liêm chính điều tra mày, cho nên mày dùng cái khổ nhục này từ chức không làm, đóng vai kẻ bị hại, nói nó đổ oan cho mày, rồi mày giết nó để mày giá quả, làm cho tất cả mọi người tưởng nó là một tay đen sau lưng của xã hội đen. Và còn một lúc mày cũng có thể diện cớ trừ đi Sếp Giang. Về mặt ngoài mày hợp tác với tao mở tiệm súng, nhưng thật ra mày lợi dụng tiệm súng để buôn lậu quân quả. Còn lợi dụng người tình cớ ý đạt của mày vào làm kế toán để theo dõi từng hành động của tao. Có chuyện này muốn nhờ anh giúp đỡ. Sắc Kỳ vì tình cờ phát hiện bí mật của mày, cho nên là bị mày giết người. Tôi bố trí có bị hãm hiếp giết chết. Bắt người ta, có ai không? Bắt người ta, có ai không? Bắt người ta, cứu tôi! Bắt người ta, có ai không? Bắt người ta. Thank you.
sao tất cả đều do anh làm? Tại sao phải làm như vậy? Sao phải hại anh Tuấn? Im! Cô không tư cách hỏi tôi, người hỏi phải là tôi. Tại sao thằng Tuấn hơn tôi? Tại sao nó có một người bạn gái tốt như vậy? Việc gì cũng làm cho nó. Tại sao bạn gái tôi xử tệ với tôi? Cô trả lời tôi tại sao đi. Nên anh đi làm gì? Phải, tôi ghét thằng Tuấn, tôi ghét nó. Tôi đã nói với cô về câu chuyện của cú mèo rồi. Làm người thì nên mắt nhắm mắt mở kia mà. Tại sao cô không chịu nghe? Chỉ trách là cô biết được quá nhiều thôi. Trước khi Sophie bị chết, một tay bịt lại con mắt, rồi một tay vẽ một cái vòng tròn máu. Vòng tròn đó là chữ O, là mẫu từ đầu tiên của cú mèo. Còn muốn nói cho tôi biết hung thủ giết chết cỏ là người đã kể chuyện cú mèo, tại sao mày làm như vậy? Bắn đi, nổ súng đi. Mày muốn giết tao lắm hả? Phải, tất cả đều cho tao làm. Suki cũng bị tao giết chết. Nổ súng bắn tao đi. Thực ra những người nhà thú vốn không có phân biệt gì. Ở trong tiềm thức của con người đã tồn tại một loại tánh thú như là sự tàn sát lẫn nhau của động vật ở trong khu rừng thôi. Kẻ mạnh sinh tồn, đây là định luật của giới tự nhiên mà con người cũng không ngoại lệ. Có chuyện này mày vẫn chưa biết đâu. Trước khi tao giết cổ, tao đã hãm hiếp nó. Tao đã hãm hiếp. Tao biết mày thì là muốn tao giết mày, nhưng mà tao không có mắc bẫy mày đâu, không đi lại cũng đường của mày. Tao phải chế tài mày bằng luật pháp. Suki, yên tâm đi, anh không giống như cú mèo mắt nhắm mắt mở đâu. Anh sẽ nhất định mở mắt thiệt lớn và làm một người đàng hoàng. Anh đi nha. Chuyện này anh cứ không hiểu, tại sao Michael lại ghét anh như vậy? Thiếu có 2 vòng là 100 đó. Anh Tuấn, anh giỏi thiệt. Anh Tuấn giỏi thiệt. Anh giỏi quá. Không có giải thưởng mà. Wow, tao kìa nhà thiệt. Tôi phục anh rồi, lần nào cũng thua cho anh. Chúc đỉnh thôi. Chúc đỉnh cũng là thua mà. Đi ăn cơm. Đi ra ngoài chờ. Đi ra ngoài đi. Đi. Mà, đi.